Lời đầu tiên xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý khách đã tin tưởng vào sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube đang phát triển. Em xin cảm ơn những lời gửi chân thành cũng như lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Buổi tối hôm nay là ngày 12 tháng 2, em xin hạnh giới thiệu tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Sony với model là MXD-D40. Đây là một chiếc đầu có chức năng 3 trong 1. Chức năng thứ nhất là nó đọc đĩa CD, chức năng thứ hai nữa là đọc và ghi đĩa MD. Chức năng thứ ba của nó là gì? Là giải mã mạng cần đĩa mồi 24 bit. Đấy. Nhưng mà chiếc đầu này là hay là giải mã mạng cần mồi, nhưng chúng ta chỉ cần một cái đĩa MD đặt ở bên trong thôi ạ. Thế chứ nó không hoạt động. Thế nên là nó không hư hại gì đến phần mắt đọc. Đấy. Mắt đọc của ổ đĩa CD và ổ đĩa MD này cũng mắt đọc nó dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 2003 với giá xưởng của nó là 66.200 yên, là chưa bao gồm thuế. Đấy, nó tương đương khoảng độ 13 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và giá hôm nay em chỉ bán là 3 triệu đồng thôi ạ. Đấy, và vừa rồi thì em về được hai con. Thì con này là con đẹp nhất, một con nữa là xấu thì nó cấn đầy thì em bán rẻ hơn chỉ 2 triệu rưỡi thôi. Đấy, con này thì nó đẹp hơn mà cũng có vết chảy xước thì em bán là 3 triệu đồng. Đấy. Nó sở hữu mặt sai ngang là 43 cm, chiều cao của nó 11 cm và chiều sâu của nó là 40 cm, và nó nặng 5,5 kg. Đấy. Thì nó có hai đường vào để có chức năng giải mã, một là đường analog là vào để quyết tạo âm thanh, đấy, giúp tín hiệu đưa ra được tốt hơn, hai nữa là đường qua đường cổng quang. Đấy, đường cổng quang. Đấy. Các bác kết nối với tivi hay kết nối với thiết bị khác là tùy ý của các bác. Đấy. Và mặt thì được mặt sơn màu vàng vàng cát rất là đẹp mắt. Đấy. Về phần ngoại hình thì em mang quay chi tiết để cho các bác được xem. Đấy. Ngoại hình thì chiếc đầu này đây ạ, đây có cấn nhẹ một chút ạ. Đấy. Và đây cái phần nắp cửa đĩa này nó có chấm chấm này. Đấy. Thứ hai nữa là chỗ đây, cái chỗ đây có một cái vết sức hơi mờ. Đấy, sương mờ nhỏ thôi ạ. Đấy, ta nhìn kỹ mới thấy. Ở đây cấn nhẹ đấy ạ. Đấy. Cạnh đây thì có một cái vết ố đây. Đấy. Đấy. Có bị xe sơn. Đấy. Cạnh trên thì có những cái vết xước không nhá. Đây. Đây. Đây nữa. Cái phần đắp lưng này thì em đã sơn lại cho đẹp rồi, bởi vì là về nó cũng có xước, em nhìn không hài lòng em sơn lại cho đẹp rồi. Đấy. Ở mặt sau của nó đấy ạ, MXD-D400, điện 100V, công suất 15W, siêu điện máy 22-07580, được sản xuất tại Malaysia, made in Malaysia đấy, nhưng xuất thị trường Nhật, điện 100V các bác nhé. Đấy. Đây nó có đường vào đấy, đường vào đường analog, các bác kết nối với lại đường điện thoại hay là giáp giáp AV đấy ạ, hay thiết bị khác là tùy ý. Đây là đường ra của đường analog, đây là đường quang vào, em kết nối với chiếc đầu CD để em chức năng giải mã. Đấy, đây là đường quang ra. Đấy. Về phần nội thất thì một chút em test xong thì em sẽ mở nội thất ra cho xem, tất cả nó thì rất là mới rồi. Đấy. Rồi em giới thiệu là em ở thành phố Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Và sau đây thì em cũng xin test cái chức năng đọc đĩa CD trước để cho các bạn được thưởng thức. Đây, em test cái đĩa chép nhé. Luôn. Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa, anh ơi thôi đành dáng dở tình ta, còn đâu câu nói ban đầu, tình đôi ta khó phai màu, bây giờ tại sao đành ốm khổ đau.
chồng thứ em còn giữ, để mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm những ngày êm đềm sống bên người yêu. Phũ phàng tựa như một giấc chiêm bao, bài rất là nhanh. Bye.
chức năng đọc đĩa CD của chiếc điều này hoạt động hoàn hảo. Thì phần CD là nó hiện là phần trên, phần MIDI ở bên dưới nhé. Hiện tại thì đĩa MIDI không có. Và sau đây thì em test cái chức năng đọc đĩa MIDI của chiếc điều này nhé. Thì trước khi đọc đĩa MIDI thì các bác nhớ là phải đút chiếc đĩa theo cái chiều đấy, cái chiều vát góc vào, còn cái chiều vuông góc không được đút vào nhé, đút vào nó gãy thiết bị bên trong các bác nhé. Và nó có mũi tên, đĩa MIDI nó đều có mũi tên chĩa vào, các bác nhé. Và nhớ là ghi những thế thì các bác phải gạt ra để che cái này đi thì các bác mới xóa mới để ghi đĩa được. Đấy. Đấy, đã nhận thì đĩa này có 4 bài hát. Đọc luôn. Tôi xông pha biên cương
thương đã nhiều, thương quê phận miền, nguyện đem chi hùng tranh đấu. Tôn linh đinh trên khơi tầng dần, ngăn quân giặc thù, chỉ mong tự do cho quê. Tôi hiên ngang bay trên bầu trời, say sưa miệt mài, đường mây gió đã buông. Mình cùng là người trai sông núi, gặp thôi binh khói, tranh đấu là niềm vui. Đời nhờ cánh chim bay ngàn phương, chia ly rồi đây mỗi người đi một. Chuyện tâm tình thôi đành giờ ra, siết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu xin cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng dài. Quên buồn, quên sầu tim vui mà xanh, nhớ nhau mỗi năm thu sang về ba đưa nghe mưa chiều. Chức năng đọc đĩa mà đi của chức này đầu này hoạt động hoàn hảo, và sau đây thì em hướng dẫn các bác xóa đĩa MD này và em sao chép nhạc từ đĩa CD bên đây sang bên MD này. Thế nhưng mà dùng chức năng sao chép từ đĩa CD sang đĩa MD này thì sao chép rất là nhanh, thế nên là nó không phát âm thanh, trừ khi các bác kết nối từ thiết bị ngoài vào để ghi thì sẽ phát ạ. Đấy. Đây, các bác muốn xóa đĩa MD, các bác chọn nút menu này, new, rồi chọn này để chọn cái phần đây, on, add the share đấy ạ. Đấy. Là nó sẽ xóa toàn bộ không nhé. Thì các bác nhấn yết này. Đấy. Ấn cái nữa là tự động nó xóa. Đấy rồi, các bác thấy ạ. Back deep là đĩa trắng rồi. Đấy. Không có bài hát nào cả. Đấy. Và cái đầu này nó hiển thị tên bài hát, kể cả bên đĩa CD mà đi cũng vậy, mà khi chép đĩa mà có tên bài hát thì cái đầu này nó cũng hiện báo luôn. Đấy. Rồi vào đây thì em cũng xin vài phút để em chép đĩa CD bên này sang đĩa MD. Các bác nút Norman này. Đấy, Norman này. Đấy, để kết nối. Đấy. Rồi. Đấy, khi nào nó hiện đây ạ, hiện bài 1 và dưới này là hiện Z đây. Thì chúng ta chỉ cần nhấn nút play này, nó sẽ chạy thôi. Đấy. Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa. Đã ghi xong đúng nhá. Đây phát ra phát này. Đấy. Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa. Anh ơi thôi đành sáng sợ tình ta. Còn đâu câu nói ban đầu, tình đôi ta khó phai màu. Bây giờ ta
tại sao đành ốm khổ đau. Chức năng sao chép đĩa từ CD sang MD bên này hoạt động hoàn hảo. Và sau đây em ta test các chức năng giải mã qua đường cổng cổng quang để cho các bác được thưởng thức. Thì giải mã thì chiếc này cần một cái đĩa MD đặt bên trong, không nhá, đặt bên trong để làm giải mã. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn input này, chọn đường vào, thì em sẽ chọn đường cổng quang cho âm thanh nó tốt hơn. Đấy. Và em cũng kết nối mấy đường analog rồi, thì em làm thao tác luôn để bác thưởng thức. Đây, em chọn đường quang optical đấy ạ. Đấy. Làm giải mã. Nút Z này nó sẽ tự động giải mã các bạn nhé. Thì chúng ta vặn nút volume này để tăng lớn nhỏ âm lượng được. Đấy. 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 Xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương sâu dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Chỉ tìm thấy ở em thôi. Trời trời đã chắn, bao vấn vơ bàn tay em lo em, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca dần dần mà đưa mà đưa. Mang câu ca và tình yêu thắm đậm, khi chờ gió anh vẫn lặng tôi dân du, cũng chỉ để thương em. Chọn cái đường vào là đường analog thôi nhá. Này, đây optical này, báo này, analog này. Đây, analog này. Analog này thì nó vặn to nhỏ được các nhá, nhưng mà để vừa phải thôi, nó không bị bỡ tiếng. Nó 4 5 là được rồi. Chúng ta nhấn nút play này là nó sẽ ghi luôn các nhá. Em cho ghi luôn. Rồi, là bài 2 đây. Đấy. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh? Em không để thương xuống
MD không thể chạy đâu nhá. Đấy, không phải chạy luôn. Nội thất rất là mới. Anh nhớ đêm dần mà thương xoáy lòng anh. MD không chạy. Rồi. Đấy, chức năng giải mã mạng qua đường cổng quang và đường quốc lộ âm thanh đường analog hoạt động hoàn hảo. Đấy. Và đây phần ghi qua đường bên ngoài vào các bác nhé, là bài số 2 đây, em sẽ hát luôn bài số 2 các bác nhé. Đấy. Đây các bác này, đi bờ đi sẽ chạy đi ạ. Đấy. Anh xa đấy ạ. Em nghe câu dân ca đấy. Dần mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nề, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương xót cả ngày em giận khi xa nhau đêm nắng vạn sầu. Rồi chức năng thu phát của bộ mà đi hoạt động hoàn hảo. Và sau đây thì em cho bác xem nội thất của chiếc đầu này ạ. Nội thất của chiếc đầu này thì rất là mới ạ. Đấy. Toàn tụ cao cấp luôn này. Tụ này là 22.000 mi và tụ này là 10.000 mi. Đấy nhá. Đấy, hai nguồn. Máy móc thì zin nguyên bản. Đấy. Mắt đọc thiết bị thì theo máy các bác nhá. Còn rất là mới ạ. Đấy. Một chiếc đầu kiêm 3 chức năng và giá thành thì rất là rẻ, chỉ có 3 triệu đồng thôi các bác. Đấy, và em bao ship cho các bác. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp tiếp em với số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Đấy, mua chiếc đầu này thì em tặng kèm một cái đĩa MD để cho các bác làm giải mã, hoặc là các bác chép cái bài hát yêu thích tùy ý của mình, và em tặng một cái dây quang để cho các bác kết nối từ thiết bị ngoài vào. Mà cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.